Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, nói về người tu xuất, có thật lắm khía cạnh để người ta phải suy nghĩ, bàn luận. Trước hết, có lẽ chúng ta nên khởi đi từ hai tiếng ơn gọi. Ban đầu, nhiều bạn trẻ lắng nghe được tiếng Chúa gọi, họ hăng hái dấn thân vào đời tu với tất cả nhiệt huyết của một con tim căng đầy sức sống. Nhưng rồi cuộc đời có trăm ngàn lối đi khiến họ không còn giữ được nét trinh trong và nhiệt huyết thuở ban đầu. Giả từ chốn viện tu, họ nghe theo một tiếng gọi khác và đi tìm cho mình một niềm vui giữa đời thường. Sau đây, mời cộng đoàn cùng theo dõi câu chuyện cảm động của một linh mục tại Sài Gòn khi đã hồi tục. Khi tôi bước sang tuổi 50, giáo hội mới chấp thuận nhận đơn xin huyền chức linh mục của tôi, cho dù 15 năm trước đó, tôi đã rời bỏ tác vụ linh mục để sống cuộc hôn nhân gia đình. Với sự chấp thuận này của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, tôi dần dần được cha mẹ, anh chị em, con cháu, bạn hữu, các giáo dân nơi các xứ đạo tôi đã từng giúp tiếp nhận trở lại. Và trong nhiều lần trò chuyện, tôi được họ rất thương cảm bởi họ đã từng được truyền thông rằng tôi thấy ông cha hổ chạy xe ôm, tôi thấy ông cha hổ bán quần áo sida ở ngã ba Bầu Trung Chánh. Mới đây, có người gửi tin nhắn hỏi, có phải tôi đã từng bị giáo phận kỷ luật bắt phục vụ như ô sin ở trung tâm mục vụ Sài Gòn? Đây là lời phát biểu của một linh mục khóa 6. Đọc những dòng này, có người nghĩ, như thế có sao đâu, chạy xe ôm, bán đồ sida, làm ô sin cũng là chuyện thường mà. Xem ra không phải thế đâu, ý của những người phát ngôn muốn cho người nghe hiểu rằng ổng bị Chúa phạt. Tôi không bận tâm về những điều đó, bởi lẽ nó là những tin bịa đặt mà chính tôi là nhân vật chính, vẫn không biết sao họ lại có thể tưởng tượng phong phú như thế. Ngày 27 tháng 6 năm 2021, phần lớn linh mục khóa 1 từ năm 1986 đến năm 1992, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn hân hoan kỷ niệm 29 năm trong ơn gọi linh mục. Nhân dịp này, vị linh mục cùng khóa gọi thoại thăm hỏi. Dạo này sao, sắp 29 năm mang dấu ấn linh mục rồi đó. Riêng cậu có suy nghĩ gì sau khi chuyển hướng cho đến bây giờ? Cũng chẳng có gì đáng nói. Cậu có hối tiếc, có bình an? Luôn bình an, chứ chẳng hối tiếc gì. Cậu không cảm nhận gì sau 29 năm? Để mình nghĩ xem. Một linh mục hồi tục sẽ nhận được 3 thái độ ứng xử. Bị khinh miệt từ những tín hữu luôn nghĩ họ là người đạo đức. Được cảm thông, yêu thương từ những tín hữu sống đúng tinh thần Vaticano II. Được xem là không vấn đề gì từ những người không phải là công giáo. Thế nên, trong thực tế, linh mục hồi tục muốn yên thân cho gia đình mình, cứ vô tư định cư giữa dân ngoại, và nếu có điều kiện, cứ vào trung tâm thành phố mà sống. Bởi lẽ, xem ra người thành phố độc lập lắm, nhà ai nấy biết. 2. Một linh mục hồi tục, một người đi tu hồi tục. Theo quan niệm dân gian, đã đi tu mà hồi tục thì nguyên do chỉ là vì cái tội mê gái. Xem ra đó là kết luận khá hợp lý, bởi lẽ bản chất đời tu là kỵ gái. Vậy mà bỏ tu thì chỉ vì mê gái thôi, vì thế đó là cái tội đáng bị người đời khinh miệt. Ngày nay, lý do mê gái không chính xác nữa, bởi nhân loại thời nay đã khiến cho thần tình yêu Eros quá lúng túng, dương cung tên, bắn loạn xạ. Không chỉ là nam nữ, mà còn là nam nam, nữ nữ. Thêm lý do nữa, người tu hoàn tục vì lý do sức khỏe, vì học lực, vì nhân cách, vì đời sống thiêng liêng, đó là những dấu chỉ cho thấy họ không được Thiên Chúa chọn. Đây là những lý do biện minh cho những người tu nửa vời, về lại thế gian, chứ một khi đã là linh mục rồi mà lại muốn về lại thế gian thì chung quy vẫn chỉ vì cái tội mê gái. Nếu nói cho nhẹ tội thì cứ đổ thừa cho ma quỷ cám dỗ. Đối chứng như thế cho thấy rằng người dừng tu nửa vời dễ hòa nhập, dễ cộng tác, dễ tham gia vào các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ hơn là người linh mục hồi tục. Lý do duy nhất, người giáo dân không thiện cảm với sự hiện diện, với sự nỗ lực của linh mục hồi tục. May thay, những linh mục hồi tục vẫn được mời tham gia vào những sinh hoạt mục vụ cấp giáo phận. 3. Có hối tiếc không? Có hối tiếc vì đã gây thất vọng cho những người yêu thương, kỳ vọng, một lời xin lỗi không đủ xa dịu.
không hối tiếc ơn gọi linh mục cũng chẳng phàn nàn về cuộc sống gia đình. Hào quang linh mục sẽ chẳng đủ sáng nếu linh mục chẳng ra gì. Linh mục hồi tục trong vai trò người chồng, người cha không còn ánh hào quang nhưng cảm nhận cụ thể và triệt để tình yêu vợ chồng, con cháu, cảm nhận muôn mặt những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Chính trong những trạng huống đời thường này, để gia đình không rơi vào đổ vỡ, người chồng linh mục phải sống tinh thần kenosis của Đức Giêsu Kitô, tự hủy mình ra không. Tự hủy tính gia trưởng, tự hủy thói sĩ diện, tự hủy hình thức đạo mạo, tự hủy thói giả tạo. Tích cực hơn, phải luôn tiềm ẩn lẽ thật, thiện tâm, bác ái, yêu thương trong lời nói và hành động dành cho gia đình, người thân và mọi người. 4. Ơn gọi linh mục, ơn gọi gia đình, ơn gọi độc thân đều không luôn hạnh phúc, được mặt này, thiếu mặt kia. Ơn gọi gia đình nặng nề hơn, bởi lẽ các thành viên, vợ chồng, con cái chung đụng nhau trong một không gian hẹp suốt một đời người, chạm tư tưởng, chạm mặt, chạm tính cách, chạm tình cảm, hỏi sao không đơn điệu, không nhàm chán. Nếu nhàm chán, liệu có được hạnh phúc? May thay, dù sống trong bậc nào, linh mục hay gia đình, người chồng, linh mục vẫn cảm nhận Đức Giêsu như một vị linh hướng siêu việt, luôn thấu hiểu mình là đấng để mình trút tâm sự, xin ơn trợ giúp. Thực sự, nếu không có Ngài, ta sẽ cô đơn dù đang sống giữa gia đình, bởi lẽ có những lúc dường như không ai hiểu ta. Chúa ơi, 29 năm linh mục của anh em, nhưng con 5 năm vì 24 năm sau đó con sống đời gia đình. Hiệp nguyện cùng anh em nhân ngày đáng nhớ này, con cảm nhận không chỉ 29 năm mà trọn cuộc đời này chúng con không thể thiếu Chúa bảo bọc, chở che, nâng đỡ vượt qua biết bao đau khổ, khó khăn, bế tắc. Tất nhiên, chúng con không đáng được Chúa trực tiếp đỡ nâng, nhưng con tin chắc rằng những vị đáng kính, những bạn hữu xa gần, những anh chị em, học trò, thân bằng quyến thuộc đã được Chúa gửi đến giúp đỡ chúng con. 29 năm nợ ơn Chúa, nợ ân tình bao người. Khấn xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh bổn mạng Gioan Bautista gìn giữ, bảo vệ tất cả chúng ta an lành. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.